Xin chào mọi người. Thì sáng hôm nay Vương xin phép làm một cái video ngắn hướng dẫn một ít kinh nghiệm nhỏ bé của mình cho các anh em đam mê lan, đặc biệt là những cái dòng lan dendro. Thì hiện tại Vương đang làm trong cái mảng trùng quế nên cũng rất là mong muốn là ứng dụng rộng rãi hơn các sản phẩm phân trùng, dịch trùng quế để cho không chỉ cho rau củ quả, trái cây, trái, mà mong muốn là còn giúp cho các anh em chơi lan có thể có một cái nguồn sản phẩm dinh dưỡng sinh học an toàn cho cái vườn lan của mình. Thì như mọi người thấy đây ha, thì xung quanh Vương đây là một cái vườn lan rất là tươi mát. Đấy. Khu hồ là Vương sẽ dựng những cái cây tre, dàn tre và treo lan lên. Bên hông này cũng rất là nhiều lan nè mọi người ha. Đấy. Rất là nhiều lan dendro, hồ điệp, các loại da, mocara, giả hạt được có hết. Thì cái video sáng ngày hôm nay Vương xin phép được giới thiệu và quay đó là cái kỹ thuật tách cành, tách cây con từ cây mẹ. Mà khi mà cây con đã đủ sức khỏe, đủ cái bộ rễ rồi thì chúng ta cắt và chúng ta có thể là chiết ra một cái trồng ở một cái chậu khác. Thì trước khi mà chúng ta chiết cây ra thì đương nhiên chúng ta sẽ chuẩn bị cái chậu và giá thể bên trong. Thì giá thể ở đây Vương sử dụng đó là than và vỏ thông. Thì than thì sử dụng than gỗ bình thường nha mọi người. Than gỗ thì chúng ta sẽ ngâm nước một vài ngày cho nó hút đủ ẩm. Chứ nếu chúng ta không ngâm nước mà chúng ta lấy than khô bỏ vô trong chậu luôn thì nó sẽ có tác dụng ngược, là nó hút ngược lại cái nước, nó giành lại nước của cây lan. Đấy. Nên chúng ta ngâm khoảng 1 đến 2 ngày tùy loại. Và tốt nhất là bỏ thêm khoảng tầm 2% vôi trên tổng thể tích nước. Đấy. Chúng ta bỏ vôi cho nó sát khuẩn, nấm khuẩn gì đó cho nó chắc ăn. Bởi vì những cái dòng lan cao cấp như giả hạt, phi điệp thì chúng ta phải sử dụng xử lý nó thật là kỹ. Đấy. Thì sau khi mà chúng ta xử lý cái than xong rồi, vỏ thông thì chúng ta ngâm nước cho nó hút ẩm, cho nó nặng ký vậy. Mình mua vỏ thông hoặc là mình lấy vỏ thông ở bên ngoài về mình ngâm nước mình xử lý, bắt đầu mình kết hợp với than. Mình mua chậu thì ưu tiên sử dụng chậu chậu sứ, chậu sành. Đấy, mình chọn nhựa thì nó mau mục nên chúng ta không khuyến cáo sử dụng. Đấy. Thì sau khi chuẩn bị giá thể chậu xong, khu vực bố trí cho lan xong thì chúng ta sẽ đến cái cây lan mẹ. Thì cây lan mẹ thì Vương đang treo